áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các bạn, mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích cảm nhận về nhân vật A Phủ trong Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài do Việt Sách biên soạn và tổng hợp để học tốt môn ngữ văn lớp 12. Trong một tác phẩm văn học, nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đó là chiếc chìa khóa để giải mã ý nghĩa ẩn sâu trong mỗi tác phẩm, và cũng là nơi tác giả nhắn nhủ cảm xúc, tâm tư và những trăn trở của bản thân mình. Nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ là một nhân vật như thế. Một nhân vật có số phận nhỏ bé, đau khổ, nhưng ẩn sâu đó là nghị lực và sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ. A Phủ được miêu tả trước hết là một người có số phận bất hạnh, kém may mắn. A Phủ là người Háng Là. Năm 10 tuổi, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một trận đậu mùa khủng khiếp. Sau đó, người làng đói bụng đã bắt A Phủ xuống bán đổi lấy thóc của người Thái ở dưới cánh đồng. Thế nhưng, A Phủ không cam chịu, anh đã trốn thoát lên núi cao, để rồi lưu lạc đến Hồng Ngài. Số phận của A Phủ đại diện cho biết bao những con người nghèo khổ trong xã hội không có quyền được quyết định đời mình. Tuy vậy, vượt lên trên số phận khốn khó của mình, A Phủ có những tính cách tốt đẹp của một người con trai miền núi. Bởi anh có sự cần cù, chăm chỉ kiếm sống, biết đúc lưỡi cày, lại cày giỏi và đi săn bò tót cũng rất bạo. Công việc làm hay đi săn, anh cũng cái gì cũng phăng phăng. A Phủ rất khỏe, chạy nhanh như ngựa. Anh trở thành niềm khao khát của biết bao cô gái trong buôn làng. Lấy được A Phủ là bằng lấy được con trâu tốt ở trong nhà. Khen vậy nhưng anh lại chẳng lấy được vợ, vì anh không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc. Giữa cuộc sống khắc nghiệt như thế mà A Phủ vẫn giữ được cho mình sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống, vui vẻ và yêu đời. Dẫu cho không quần áo đẹp, chỉ đập một cái phòng vía trên cổ, A Phủ vẫn cứ cùng trai làng đem sáo, khen, còn quay và quả bao đi tìm người yêu ở các làng trong rừng. Thể hiện được một đời sống tâm hồn phóng khoáng và hồn nhiên, yêu đời và tự tin của tuổi trẻ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, A Phủ còn là một người yêu chính nghĩa, bất bình trước sự lộng quyền của A Sử. Dẫu biết đó là quan quan, A Phủ vẫn chạy vụt ra, vung tay ném con quay vào mặt A Phủ, xốc tới nắm cái vòng cổ, kẹp dập đầu xuống, xé vai áo đánh tới tấp. Đó là sự phẫn nộ trước những cảnh bất công, phi lý cho cuộc đời, cho thấy được sự gan góc của A Phủ. Lương thiện là thế, nhưng A Phủ lại là nạn nhân của những hủ tục lạc hậu, nạn nhân của cường quyền độc ác. Vì tội đánh con quan, A Phủ bị nhà thống lý bắt về xử kiện, bị tay chân nhà bá cha đánh đập dã man. Nhưng anh đã chứng tỏ mình là con người bất khuất, cứng rắn và gan dạ. Anh chịu quỳ, chịu đòn, im như tượng đá. Cuối cùng, anh bị buộc nộp vạ 100 bạc. Vì không có tiền nộp vạ nên A Phủ phải vay nợ. Vậy là anh phải chịu kiếp sống trâu ngựa để trừ nợ, bị trở thành nô lệ với bản án chung thân suốt đời, đúng như lời tên bá cha đã nói. Đời mày, đời con mày, đời cháu mày, ta cũng bắt thế, bao giờ trả hết nợ thì mới thôi. Đó là kiếp sống bị khinh rẻ, bị ngược đãi và phải gánh vác những công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhất như đi săn bò tót, bẫy hổ, chăn ngựa. Quanh năm một thân một mình, rong ruổi ở ngoài gò vãi, nương rừng. Từ một chàng thanh niên sôi nổi yêu đời, anh trở nên nhẫn nhục và cam chịu. Giữa kiếp nô lệ ấy, A Phủ vẫn thể hiện lòng ham sống và khát vọng tự do. Sau khi để hổ bắt mất một con bò, thông lý quăng quát thẳng vào mặt A Phủ: quân ăn cướp làm mất bò tao. A Phủ bị trói đứng vào cột bằng dây mây quấn từ chân đến vai. Anh bị trói trong đói rét, trong đau đớn mà chẳng có ai ngó ngàng, dù nhà thống lý kể ra người vào tấp nập. Tuy vậy, với khát vọng sống mãnh liệt, anh không cam chịu chết mà tìm mọi cách tự giải thoát.
Đêm đến, A Phụ quấy xuống, nhảy đứt hai vòng dây, nhích dần dây chói một bên tay. Thế nhưng, cha con Thông Lý lại về và chồng thêm vào cổ anh một cái dây thòng lọng. Sau bao ngày bị hành hạ, hai hõm má của anh xám lại vì tuyệt vọng và đau khổ. Còn gì đau đớn hơn khoảnh khắc ta nhận thức được rằng mình sẽ chết và đang dần dần đi đến chết. Những giọt nước mắt dần lan xuống, lấp lánh vì nỗi khao khát được sống và được tự do. Khao khát ấy đã được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào lúc bị cắt dây trói cho anh. Sau nhiều đêm bị trói, bị hành hạ, A Phủ đã quỵ xuống. Nhưng tình yêu cuộc sống đã khiến anh vùng dậy và chạy đi. Những bước chạy của anh là bước chạy của sự đấu tranh, của sự phấn đấu vươn lên tự do, giải phóng chính bản thân mình. Sợ bóng tối của cuộc đời, A Phủ đang đi tìm cho mình ánh sáng của niềm tin, của tình yêu đời. Để rồi sau này, khi A Phủ và Mị chạy trốn tới khu du kích Phiền Sa, gặp cán bộ A Châu, A Phủ và Mị lần lượt trở thành chiến sĩ du kích cùng bộ đội giải phóng quê hương. Có thể nói, thông qua nhân vật A Phủ, chúng ta đã nhận ra được những giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Đó là tiếng nói lên án, tố cáo tội ác tày trời của bọn giai cấp nô, chủ nô phong kiến miền núi đang áp bức, bóc lột nhân dân Tây Bắc. Đồng thời, nhà văn cũng phát hiện và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của những con người lao động. Từ đó, bộc lộ niềm cảm thông, niềm yêu thương chân thành, sâu sắc đến những nhân cách đáng quý ấy. Về nghệ thuật, nhân vật A Phủ được khắc họa chân dung, tính cách thông qua ngôn ngữ mộc mạc mà giản dị, cùng phong cách trần thuật đầy hấp dẫn, xây dựng nhân vật giữa những tình huống chuyện đặc sắc. Đó là những điều đã làm nên một nhân vật A Phủ đầy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Anh là một hình tượng điển hình cho cuộc sống ngột ngạt của những người lao động hiền lành, chất phác trên vùng cao, dưới sự thống trị của những người cầm quyền giàu có nhưng mất đi nhân tính. Họ đẩy những người hiền lành như anh bước đến bước đường cùng, để rồi anh phải đấu tranh, phải giải phóng mình, phải vụt chạy, tìm cho mình một con đường khác. Một con đường mà ở đó anh sẽ tìm thấy hạnh phúc. Tô Hoài thấu hiểu được điều đó, ông đặt tình cảm, niềm cảm thông của mình vào nhân vật A Phủ, với ước mong rằng những người đau khổ sẽ tìm được con đường để giải phóng bản thân. Đọc một tác phẩm, cái đọng lại sâu sắc nhất trong tâm hồn người đọc thường là số phận, tình cảm, cảm xúc và suy tư của những nhân vật được nhà văn thể hiện. Vợ chồng A Phủ đã để lại trong lòng độc giả vẻ đẹp về tâm hồn, về tính cách của những người vùng cao mà nhân vật A Phủ là một hình tượng tiêu biểu như thế. Ở anh, tượng trưng cho cái khát vọng tự do, niềm yêu đời, vượt lên số phận để sống, để thật tốt, sống vươn lên khỏi những khó khăn của cuộc đời. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu và phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.